Thưa quý vị, hạnh phúc có lẽ là điều hầu hết chúng ta kiếm tìm và mong đợi trong suốt cuộc đời. Dù mỗi người đều sẽ có cho mình một quan điểm riêng về hạnh phúc, không ai giống ai, nhưng sẽ có một điểm chung, đó là những điều rất bình dị, rất gần với chúng ta. Con người dành cả đời để kiếm tìm một định nghĩa riêng biệt về hạnh phúc. Nhưng thực ra, hạnh phúc không xa xôi như ta tưởng. Thậm chí là với cả những người nổi tiếng, người thành đạt trong cuộc sống cũng vậy. Chúng ta nhìn vào họ và thấy rằng họ có sự nghiệp thành đạt, đó là hạnh phúc. Họ được nhiều người hâm mộ, đó là hạnh phúc. Nhưng thực tế, hạnh phúc với họ cũng giống như chúng ta, cũng rất bình dị và gần gũi. Sinh viên mà chơi nhạc và đàn với nhau ấy, thì cái quan niệm về hạnh phúc cũng rất đơn giản thôi, là được chơi nhạc là hạnh phúc, được ngồi với nhau đó cũng là sự hạnh phúc. Và cái việc mà khi mà mình sở hữu một cái cây đàn của riêng mình thì đó cũng là một cái niềm hạnh phúc rất là lớn. Mỗi một lần mà Minh Phương cắt tóc cho khách hàng và khách hàng cảm thấy hài lòng với cả mái tóc của mình, và Minh Phương sẽ cảm thấy rằng là khi mà làm đẹp cho mọi người mà mọi người cảm thấy vui và tự tin về mái tóc của mình, đó là một điều vô cùng hạnh phúc. Hạnh phúc của mình là mình được thêu trang trí những chiếc áo dài, mọi người mặc chiếc áo dài yêu thích, là đó là hạnh phúc của mình rồi. Tôi bị tật bẩm sinh nhưng tôi vẫn cố gắng để vượt qua tất cả mọi cái để cố gắng học tập. Và hiện tại tôi đã làm một cô giáo mầm non. Tôi luôn cố gắng là chăm sóc các em tận tình để cho các con mỗi ngày một khỏe, nhìn các con luôn luôn khỏe, tươi cười. Thì đó là một ngày hạnh phúc nhất của tôi. Mỗi người, mỗi nhà, mỗi thế hệ đều có quan niệm khác nhau về hạnh phúc. Ở mỗi giai đoạn, hạnh phúc hiện hữu với muôn hình dáng vẻ khác nhau, nhưng cũng đơn giản và xuất phát từ những điều giản dị thường ngày mà đôi khi ta không để ý hay thờ ơ mà vô tình lãng quên nó. Và khi đại dịch COVID-19 lan rộng và kéo dài, khiến thay đổi nhiều mặt của đời sống xã hội, nhiều người mới thấy những điều bình thường, giản dị lại là niềm hạnh phúc lớn lao. Và sau những ngày tháng ấy, mỗi người nhận ra đâu là điều chính yếu trong cuộc đời, để trở về với chính mình, tìm lại niềm vui và hạnh phúc từ những điều quá đỗi bình thường, để biết ơn, sẻ chia, nâng đỡ nhau nhiều hơn trong cuộc đời. Với gia đình mình thì vợ chồng con cái thì nhà mình thì dành cho nhau rất nhiều cái hạnh phúc nhỏ nhỏ thôi. Hạnh phúc trong cuộc sống thì là góc độ là gia đình, gồm có ông bà, cha mẹ rồi các con mà lo cho nhau, quan tâm đến nhau, đó là một cái điều rất là hạnh phúc. Mỗi người sẽ có một cái cảm nhận về hạnh phúc của riêng mình. Nhưng mà đối với tôi thì hạnh phúc là khi tôi thấy được và tôi tìm được những cái nơi mà cần sự giúp đỡ. Và hạnh phúc nhất là mình cố gắng hết sức mình để giúp đỡ một ai đó trong cái những lúc mà họ gặp những cái khó khăn, và giúp họ vượt qua được những cái hoàn cảnh để họ sống tốt hơn và có ý nghĩa hơn trong cuộc đời này. Thì hạnh phúc đối với em thì tất cả con cái rồi mọi người trong gia đình đều được bình an và mạnh khỏe. Thì đối với em, với lại trong lúc khó khăn như thế này thì em được các mạnh thường quân giúp đỡ, thì đối với em như thế là cuộc sống là quá hạnh phúc rồi ạ. Con người dành cả đời để kiếm tìm hạnh phúc, nhưng hạnh phúc không phải đích đến hay kết quả, và càng không phải là những vật chất giá trị. Hạnh phúc là một thái độ sống mà mỗi người lựa chọn và thực hiện mỗi ngày. Hãy lựa chọn dung đắp yêu thương để thấy mình mỗi ngày hạnh phúc hơn.
Thưa quý vị, Ngày Quốc tế Hạnh phúc không chỉ là dịp để tôn vinh hạnh phúc mà còn là ngày của hành động để hướng đến hạnh phúc. Nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3, chương trình có cuộc trò chuyện với khách mời Khả Tú Lệ, là người đã tổ chức nhiều hoạt động cộng đồng, kết nối truyền cảm hứng cho những người trẻ để lan tỏa động lực sống tích cực. Xin chào chị Khả Tú Lệ ạ. Thưa chị, là người truyền cảm hứng cho các bạn trẻ có một lối sống lành mạnh. Vậy thì chị có thể chia sẻ như thế nào là hạnh phúc hay không ạ? Xin chào MC Tường Vi cùng toàn bộ các bạn khán giả của đài truyền hình Bà Rịa Vũng Tàu. Đối với mình, hạnh phúc có nhiều định nghĩa và nhiều khám phá khác nhau tùy thuộc vào cảm nhận của từng người. Nhưng đối với Lệ có hai loại hạnh phúc, đó là hạnh phúc về cảm xúc, tức là những vui, buồn, bạn lưu giữ được hạnh phúc trong một khoảng thời gian nhất định. Và hạnh phúc thứ hai đó là hạnh phúc về lý trí, tức là bạn sẽ có được những cái giá trị vững bền theo thời gian ở trong sâu thẳm bên trong của mình. Dễ dàng nhìn thấy nhất là bạn có thể thấy có những bạn chỉ cần post một bức hình lên trên mạng xã hội, bao nhiêu lượt like, lượt comment là hạnh phúc rồi. Hạnh phúc của chúng ta là nhìn thấy được bạn bè có công việc ổn định. Hạnh phúc của ông bà, cha mẹ là nhìn thấy được con cháu có một sự thành công cố định. Còn đối với hạnh phúc lý trí, khi bạn biết cho đi là còn mãi, khi bạn biết tha thứ cho ai đó, thì suốt cả cuộc đời bạn cảm thấy một sự bình an sâu thẳm bên trong. Tùy thuộc vào độ tuổi, nghề nghiệp, có những cảm nhận khác nhau, nhưng chúng ta biết đưa vào một cái gốc của một cái tam giác, đó là hạnh phúc khi bạn biết, tin, hiểu, bạn quan sát được những người xung quanh, thấy được những biểu hiện về vật chất, biểu hiện về tinh thần của mọi người như thế nào, thì lúc đó bạn sẽ cảm nhận được wow, đó là hạnh phúc. Và bạn khi bạn cảm nhận được rồi, bạn thực hành nó, chính là bạn đang có hạnh phúc. Vậy thì liệu giá trị của hạnh phúc có bất biến hay không ạ? Hay là nó sẽ thay đổi theo thời gian hoặc là tâm lý ạ? Hạnh phúc sẽ bất biến theo thời gian. Chỉ có cảm xúc của chúng ta là thay đổi. Chúng ta chỉ cần biết lưu giữ và tạo lập được cái giá trị vững bền thì hạnh phúc sẽ còn mãi đối với bạn. Trong rất nhiều giá trị hạnh phúc đã được đề cập thì theo chị giá trị hạnh phúc nào là giá trị chung, mang tính cốt lõi mà mỗi một người, mỗi một xã hội cần vươn đến và chú trọng ạ? Đối với mình có rất là nhiều loại màu sắc của hạnh phúc, nhưng hạnh phúc càng đơn giản, càng dễ thực hiện, đó là điều tuyệt vời. Và trên thế giới này, tất cả mọi người chúng ta đều đang hướng đến một cái loại hạnh phúc gọi là chân thiện mỹ. Nơi ấy chúng ta dễ dàng thực hiện, dễ dàng trao giá trị cho nhau. Dễ dàng nhất là bạn cảm nhận được bạn đang uống nước cũng là một loại hạnh phúc. Bạn đang trò chuyện với một ai đó, dù online hay offline, hãy dành trọn thời gian cho người ấy cũng là hạnh phúc. Giá trị của hạnh phúc sẽ vững bền theo thời gian. Vẫn có rất nhiều người chưa hạnh phúc, chưa tự hài lòng với bản thân mình. Chị có lời khuyên nào để họ có thể nắm giữ chìa khóa hạnh phúc ạ? Bản thân mình cũng đã rơi vào tình trạng tại sao mình không hạnh phúc, tại sao chưa đạt được cái hạnh phúc mình mong muốn. Bởi vì đơn giản là con người chúng ta luôn có một sự khao khát, một cái nhu cầu đòi hỏi, đích đến điểm A sẽ đòi hỏi điểm B, điểm C. Và lúc đó hạnh phúc đến, nhưng mà chúng ta chưa cảm nhận được vị ngon của hạnh phúc, thì cái nhu cầu đó, cái mong ước đó lại xuất hiện và rồi nó mất đi cái giá trị hạnh phúc. Như vậy, để làm được một cái giá trị hạnh phúc vững bền, chúng ta chỉ cần thực hiện, thực hành càng đơn giản càng tốt. Ví dụ, chúng ta cũng có thể trao nhau nụ cười, trao nhau niềm vui, trao nhau những lời động viên giúp cho người đối diện của bạn cảm thấy được một cái sự năng lượng tích cực và học hỏi lẫn nhau. Đó là hạnh phúc. Hạnh phúc là bạn làm bất cứ gì, bạn cũng biết trân trọng biết ơn những gì bạn đang có, vật chất đang hiện hữu xung quanh chúng ta, cái nguồn năng lượng để duy trì được cái tâm thái an vui, đó chính là hạnh phúc. Hạnh phúc không phải là đích đến, mà hạnh phúc là hành trình bạn đi trên con đường, bạn cảm nhận được nó, đó chính là hạnh phúc. Xin cảm ơn Tú Lệ đã nhận lời tham gia chương trình ạ. Qua phần chia sẻ của Khả Tú Lệ, mong rằng mỗi chúng ta sẽ sớm tìm được cho mình câu trả lời thế nào là hạnh phúc, hoặc là tự thưởng cho mình một điều gì trong ngày quốc tế hạnh phúc để cảm nhận hạnh phúc đang ở ngay quanh mình. Chương trình Đời sống, văn hóa và gia đình xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.